Em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm nữa là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. À, dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa. Thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm nữa là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó, dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gắn cháu 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi, còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay. Xa mặt cách lòng á ha? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu mà. Biên độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó, dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn, tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ.
Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. À, bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. À, chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? À, con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa, tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? À, con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm, hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu, đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Sàng cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn, rồi mình trải nghiệm luôn. À, hợp lý. Hợp lý chứ, mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ với dì ạ. Dạ Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập, thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi, cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. À, trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn, ha, rất nghiêm túc, rất thật, nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một cuốn món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây, mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng, tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Có nhân viên du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào.
bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có mình nghĩ như thế. Tự trách và bản thân mình tự trách mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió chúng ta cứ yêu nhau thôi, giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa, thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. 1 2 3. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Yeah. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây, bức tranh của bạn gái rất là đẹp ha, cầm lấy. Và quà của bạn trai tặng, chúng ta hãy nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất, hãy chăm sóc mối tình này. Em cảm ơn Vy Linh. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ. Yeah.